Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Đồng chí Đỗ Mixi hành quân ở sao nhập ngũ mà như đi dạo, ngó ngang ngó dọc mặt ngơ ngác đến hài. Đỗ Mixi đang là cái tên chiếm được sự chú ý lớn nhất sau khi danh sách người nổi tiếng tham dự sao nhập ngũ 2021 được tiết lộ trên mạng xã hội. Hiếm khi đi sâu lại là một người hài hước, lầy lội trên sóng livestream, thế nên khán giả rất háo hức để được thấy streamer người Cao Bằng thể hiện trong chương trình quân đội. Đã có khá nhiều hình ảnh Đỗ Mixi trong quân ngũ đã leak ra ngoài và được dân mạng nhiệt tình chia sẻ. Mới nhất, đoạn clip bố Tùng Sói và cáo Nhu Nhi đang trong giờ luyện tập hành quân ngay lập tức thu hút 1,3 triệu lượt xem trên TikTok. Không biết người có hướng dẫn theo dõi hay không, mà trông Đỗ Mixi khá mất tập trung. Anh đi được vài bước lại xoay đầu ngó ngang ngó dọc. Đi bên cạnh tộc trưởng có thể thấy hai nghệ sĩ nữ là Hòa Minzy và Buka cùng cựu thành viên 365 ST Sơn Thạch. Sao nhập ngũ mùa mới là sự kết hợp của cả nam và nữ không giống như các mùa trước. Ngoài Đỗ Mixi, dàn nghệ sĩ có tên trong sao nhập ngũ gồm có Hòa Minzy, Minh Tú, Buka, Kara, ST Sơn Thạch, Anh Tú và Duy Khánh. Đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là mùa thành công mang đến nhiều tiếng cười khi xuất hiện những nhân tố vô cùng tiềm năng khiến khán giả háo hức. Hóa ra Đỗ Mixi cũng từng có kinh nghiệm nhập ngũ, bắn súng giỏi đến mức điếc tạm thời. Đỗ Mixi là thành viên đầu tiên xác nhận tham gia sao nhập ngũ mùa mới. Ngay lập tức, mọi nhất cử nhất động của hot streamer đều được khán giả quan tâm. Thậm chí, nhiều người còn dự đoán Đỗ Mixi sẽ trở thành cây hài mới của chương trình. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, trong 8 nghệ sĩ tham gia mùa mới, Đỗ Mixi cũng là người có ít nhiều kinh nghiệm trong các show về quân ngũ vì anh đã từng xuất hiện trong Xạ Thủ Đua Tài vào năm 2020. Trái ngược với sự tếu táo ngoài đời, nam streamer thể hiện mình là một xạ thủ cực đỉnh trong chương trình. Thử thách bắn 10 chai nước, Đỗ Mixi đã bắn 10 viên đạn trúng cả 10, khiến hai thầy giáo hướng dẫn cũng phải choáng váng. Cuối cùng thì việc chơi game bắn súng nhiều cũng đã phát huy được tác dụng, chỉ có điều là sau khi bắn xong, anh đã bị điếc tạm thời một bên tai, thế thì mấy bài bắn súng trong sao nhập ngũ chỉ là chuyện nhỏ đối với Mixi.